Xin chào các bạn. Nếu các bạn muốn học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp, để các bạn có thể nói chuyện được với người nước ngoài hay là có thể tìm được một công việc làm tốt hơn, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi có một chương trình Anh văn giao tiếp mà chúng tôi tin rằng có thể giúp được cho các bạn, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đến với chúng tôi, các bạn có thể được hướng dẫn bài học một cách tỏ tường bằng tiếng Việt với tôi là TK và luyện giọng với anh Frank là người Canada. Hi everyone. We want you to come and study English with us. It's fun, it's fast and it's free. Hãy bấm vào video này để chúng ta cùng học chung với nhau. Khi các bạn vào trong kênh YouTube của chúng tôi hãy bấm nút đăng ký để các bạn có thể nhận được bài học mới mà chúng tôi post lên hàng tuần. Chúng ta hãy cùng bắt đầu học nào.